11 tây tháng 10 2020, vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Trác Nhân trích trong Tục Biên Quyển Thượng năm Dân Quốc 16 1927. Nhận được thư, Khôn Ngân mừng rỡ an ủi: tự phản tỉnh được như thế thì trong đời này thật hiếm mấy ai. Nếu có thể thẳng tiến chẳng lùi thì cái đạo của Lệnh Nghiêm, đạo của Khổng Mạnh, đạo của Phật, của Tổ đều có thể đích thân thật sự chứng được. Nhưng đối với đồ ngọt, giòn, béo nồng vẫn chưa thể buông xuống được. Nếu ước theo lý luận bên nho, vẫn chưa là chuyện khẩn yếu lớn lao. Nhưng nếu ước theo lý luận nhà Phật, đấy chính là làm ác, chứ chẳng phải chỉ là ý ác. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, quan đến Nam Kinh, ông Ngụy Mai Tôn làm quan Hàn Lâm lúc ấy đã 60 tuổi, nói với quan: đối với Phật Pháp, tôi cũng tin tưởng, cũng chịu niệm Phật. Sách văn sao của sư tôi cũng đã đọc rồi, nhưng ăn chay chưa được. Hoàng nói: người phú quý khó quên tập khí. Ông muốn ăn chay, xin hãy đọc kỹ bài sớ Quyên Mộ Lập Ao Phóng Sanh tại Nam Tầm. Hãy đọc nhiều lượt sẽ tự có thể không ăn thịt. Nói lời ấy vào ngày 12 tháng 8, đến tháng 10 là ngày sinh nhật 60 tuổi của ông ta. Sợ thương tổn tình cảm người khác, ông qua Kim Sơn dự sinh nhật, về nhà liền ăn chay trường. Năm sau lại đề xướng mở chùa Pháp Vân làm đạo tràng niệm Phật phóng sanh. Nay ông ta đã 66 tuổi rồi, nhưng đối với sự nghiệp từ thiện chẳng hề tiếc tinh thần, cực lực đề xướng như lọc viện mồ côi, như thí cháo mỗi năm, như trong 2 năm gần đây chiến sự phán sanh. Ông đã thâu gom những người già cả, yếu đuối, phụ nữ về nuôi trong chùa Pháp Vân, dựng mấy chục gian trái cho họ ở, nấu cháo cho họ ăn. Chiến sự kết thúc, tùy theo họ ở xa hay gần mà cấp lộ phí để họ quay về. Lần đầu là hơn 1.000 người, lần sau là hơn 2.000 người. Mỗi ngày ăn cháo xong dạy họ ai nấy niệm Phật, niệm Quán Âm. 3-4 lần giao tranh, trọn không có một ai bị thương, chẳng một ai đổ bệnh, cũng có thể gọi là khó có. Các hạ đang độ tráng niên lại có chí lớn, có thể tự phản tỉnh suy xét, tự trách lỗi. Nếu có thể tự cường chẳng ngơi thì sống sẽ dựa vào bậc thánh, mất sẽ lên cõi Như Lai là điều chắc chắn. Đừng coi đạt được điều nhỏ là đủ, đừng nghĩ lỗi nhỏ không ăn nhầm gì, đừng coi tự tánh Di Đà là rốt ráo rồi chẳng niệm Đức Phật Di Đà ở Tây Phương. Đừng chỉ cầu Đức Phật thầm gia hộ, rồi đối với Đức Phật do chính mình cảm được trong tâm chẳng sốt sắng tu hành. Thì đối với chuyện đạt được 3 mối đạo như Quang đã nói đó, tức là đạo của Cha, đạo của Khổng Mạnh và đạo của Phật của Tổ, xin chúc mừng các hạ trước. Hơn nữa, thời thế hiện nay đã bại hoại đến cùng cực, nguyên do là vì chẳng biết nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Muốn vãn hồi thì hãy nên chú trọng 2 pháp này, nhưng giáo dục trong gia đình cần phải chú trọng nhất vào nhân quả báo ứng, vì nhân quả báo ứng có thể chế ngự được lòng người.
Ngoại trừ cách này ra, thực hiện bằng bất cứ cách nào đều là hết thuốc chữa. Vì tâm chẳng thay đổi thành tốt lành, thì một pháp vừa lập trong điều tệ chen chúc nhau nảy sanh. Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 6. Phàm tình chẳng thể suy lường lợi ích của Phật Pháp được. Kẻ ngu chỉ biết dùng thuốc men để trị bệnh và van thần vái quỷ cầu được lành bệnh đều đáng gọi là phường gánh gai bỏ vàng đi ngược đường. Ông do bị bệnh mà biết công phu chẳng hờ hững hời hợt sẽ đạt được lợi ích thật sự. Lại biết Phật Pháp quả thật có thuộc điểm đá thành vàng. Đây là ví dụ, đừng hiểu lầm. Có công huân biến phàm thành thánh, đấy cũng là do thiện căn đời trước mà ra, mà cũng là do đời này tu trì mà được. Hãy khéo dụng tâm, đừng cho đấy là chuyện kỳ lạ đặc biệt, rồi thoái thất công lao trước kia thì tương lai sẽ càng đạt được lợi ích sâu xa. Nói đến lợi ích sâu xa thì bất tất phải cầu nơi cảm thông cảnh giới, mà hãy nên nhận chắc sự vãng sanh Tây Phương thì mới chẳng phụ ân sâu tam bảo gia bị lần này. Chúng anh túc căn sâu xa nhưng tri thức chưa mở mang. Nửa đêm niệm Phật thấy một vị thần mặc kim giáp, sợ bị ma thử thách nên chẳng dám niệm. Sao mà vô trí quá mức như thế? Phàm người niệm Phật chỉ nên chí thành khẩn thiết, nhất tâm chánh niệm, trọn chẳng chuyên chú vọng tưởng thấy Phật hoặc thấy cảnh giới. Bởi lẽ nếu tâm quy nhất, thấy Phật hay thấy cảnh giới đều chẳng đến nỗi lầm lẫn sanh hoan hỷ, rồi đến mức được chút ít đã cho là đủ, trở thành lui sụp. Không thấy Phật, không thấy cảnh giới cũng trọn chẳng thiếu sót gì. Tâm chưa quy nhất mà muốn gấp thấy Phật, thấy cảnh giới. Đừng nói thấy cảnh ma, dẫu thật sự thấy cảnh Phật, mà tâm lầm lẫn sanh hoan hỷ thì cũng bị tổn hại. Nghĩa là do sanh hoan hỷ bèn lui sụp, chẳng được hưởng lợi ích. Hãy nên chú trọng, chí thành niệm Phật, đừng ôm lòng mong tưởng thấy Phật hay thấy cảnh giới. Nếu khi đang niệm Phật, chợt có tượng Phật và tượng Bồ Tát, tượng Chư Thiên hiện ra, tâm chỉ giữ chánh niệm, đừng sanh chấp trước, biết tượng hiện ra ấy chỉ do tâm hiện, tuy hiển hiện vằn vật phân minh, thật sự chẳng phải là một vật nào, do tâm tịnh nên hiện ra cảnh tượng ấy, như nước thanh tịnh, trăng liền hiện bóng, chẳng có mảy may kỳ lạ, đặc biệt nào cả. Trọn chẳng sanh lòng khoe khoang vui sướng, tâm càng thêm chuyên nhất, sốt sắng niệm Phật. Người làm được như thế thì đừng nói là cảnh giới Phật hiện ra sẽ được lợi ích, dẫu ma hiện ra vẫn có lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng chấp trước, tâm có thể quy nhất. Phật hiện thì tâm càng thanh tịnh, ma hiện thì do tâm thanh tịnh chẳng chấp trước nên ma không thể quấy nhiễu được. Tâm càng thêm thanh tịnh, đạo nghiệp tự tiến. Nay ngẫu nhiên có chuyện biến hiện bèn sanh hoảng sợ, chẳng dám niệm Phật, tâm đã mất chánh niệm rồi. May mà chẳng phải là ma hiện, nếu là ma hiện, vì không dám niệm Phật nên ma liền có thể nhập vào tâm khiếu, bị ma dựa phát cuồng, chôn vùi chánh niệm. Sao chẳng biết tốt xấu đến mức như thế? Sợ là ma hiện thì càng phải nên sốt sắng khẩn thiết niệm Phật, còn ma ấy sẽ tự chẳng có chỗ dung thân. Như ánh sáng chiếu đến, tối tâm tự nhiên chẳng còn, chánh đến tà tự tiêu diệt. Sao lại sợ ma hiện bèn chẳng dám niệm Phật? May chẳng phải là ma, nếu quả thật là ma thì đã trao toàn quyền cho nó rồi. Pháp để tự mình đối trị hoàn toàn, chẳng dùng tới, bỏ mặc cho ma quấy, buồn thay xót thay. Niệm Phật ngẫu nhiên sanh lòng bi cảm cũng là điều hay, nhưng chớ nên chuyên muốn dấy lên cảm tưởng ấy. Nếu tâm thường muốn dấy lên cảm tưởng ấy, chắc sẽ đến nỗi bị ma dừa, chẳng thể cứu được. Hãy nên giữ tâm như hư không, trọn chẳng có một vật gì trong tâm. Dùng tâm thanh tịnh ấy để niệm Phật thì sẽ tự chẳng có hết thảy cảnh giới. Dẫu có ma cảnh nhưng do tâm ta như hư không, chẳng sanh kinh sợ. Cứ niệm Phật ma ắt tự tiêu. Nay sợ là ma chẳng dám niệm Phật thì ví như sợ cường đạo kéo đến, bèn trước hết tự mình đem những lính hộ vệ trong nhà chuyển đi phương xa, chẳng cho họ ở trong nhà. Đấy chính là đã trao quyền bảo hộ cho cường đạo, khiến chúng trọn chẳng sợ hãi gì, mặc sức cướp đoạt sạch sành sanh. Sao mà ngu si đến tột bậc như thế? Văn sao đã được in, ước chừng cuối năm nay có thể ra sách.
Lúc này hãy nên từ từ, quyển trung và hạ của tâm kinh do lũ đồ đệ ma ngụy tạo. Ông nói cư sĩ Lâm biếu tặng sách ấy, quan chưa từng thấy, chắc là chưa từng được kiểm duyệt chăng? Loại sách ấy vạn phần trở nên lưu thông, nếu không sẽ làm hại chánh nhãn của người khác, tội chẳng nhỏ đâu. Ông yết quen thói thế tục, quả thật là một vết nhơ cho pháp môn. Trong Nhất Hạnh Cư Tập, chỉ một đoạn nói về chế ngự tà dâm là chẳng nể nang hai chúng tại gia thuộc tông Thiên Thai. Sợ ông chưa xét tường tận, chẳng hiểu được bản ý của ông Bành Thiệu Thân, nay cũng không cần phải tìm tòi kiểm lại. Giới ấy do Đức Phật chế, Ngài Thiên Thai đề cao Phật mà soạn lời sớ giải. Bành cư sĩ nào dám nêu bừa ý kiến ức đoán, chẳng qua tự mình muốn thực hành tuyệt dục, thật sự khế hợp sâu xa tâm Phật. Như vì muốn có người nói dòng mà làm chuyện vợ chồng thì cũng chẳng trái nghịch Phật giới. Nhưng để cầu có con nói dòng thì mỗi năm gần gũi một lần, hễ có con nói dòng bèn nên thôi. Nếu viện cớ Phật chẳng ngăn cấm chánh dâm, hàng ngày thường chung đụng thì đối với đạo, với Phật, với danh phận của chính mình đều trái nghịch. Ý nghĩa của chữ thiện túc, khéo ngủ, chính là thường ngủ một mình, hoặc vì để cầu con mà tạm gần gũi một phen. Sao ông lại chấp chết cứng là ngủ chung với nhau như chuyện ăn cơm uống trà bình thường trong nhà? Sao lại là chẳng biết đạo lý tới mức như thế? Xin hãy nói với chung anh đừng xử sự như gã si, thì mai sau ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Ý nói nghiệp tiêu trí ràng, chứng tận phước dày và vãng sanh Tây Phương, chứ không phải là nói tới cảnh giới. Đã gửi xong 27 bộ đại sĩ tụng trong hai lượt, tức trong ngày 31 tháng 5 và mùng 5 tháng 6 dương lịch, đã giao hết sách cho Tôn Trí Thạch và cha ông rồi, do in tới 10,000 bộ. Người đứng ra in nhiều thì giao trước một ít, những người bỏ tiền ít sẽ giao hết để khỏi tốn công. Sách được giữ tại hội quán ở Thiên Tân, ngày mùng 2 tháng 6 năm Ất Sửu 1925. Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 8. Có thể nói là mẹ ông đã có thiện căn từ đời trước, nên mới được cả nhà ông niệm Phật hộ niệm lúc cụ lâm chung. Nếu những lời ông kể về các tướng trạng lúc cụ sắp mất và sau khi đã qua đời đều là chân thật chẳng dối, thì chắc chắn cụ được vãng sanh. Nếu là lời đâm đập sẽ chẳng có ích gì cho mẹ, ngược lại còn mắc lỗi lớn. Ông chỉ nên bớt đau buồn để niệm Phật và bảo người nhà đều cùng niệm Phật. Tuy nói là vì cầu siêu cho mẹ mà niệm, nhưng thật ra đem so với việc kỷ niệm cho chính mình thì công đức càng lớn hơn nhiều lắm. Dùng những điều này để bảo ban, họ sẽ đều phát lòng hiếu thảo. Trong khóa tụng sớm tối, quan sẽ hồi hướng cho mẹ ông 7 ngày để trọn hết tình bạn. Người đời nay đa số hiếu danh, khi cha mẹ đã khuất bèn viết truyện soạn ký, đều là màu mè rỗng tuếch. Chỉ nên dốc hết sức tu trì để cha mẹ chưa được vãng sanh sẽ lập tức được vãng sanh. Đã vãng sanh sẽ tăng cao phẩm vị, đấy mới là nhiệm vụ trọng yếu nhằm trọn hết tấm lòng của kẻ làm con đối với cha mẹ. Những chuyện khác đều nhằm làm in tai rầu mắt thế tục mà thôi. Cha ông tuổi đã cao, hãy nên gấp dốc sức khuyên cụ siêng tu để khỏi kém sút mẹ ông. Đời người chuyện gì cũng có thể nhường người khác được, chỉ có chuyện này chẳng thể nhường ai. Vì thế Khổng Tử nói, đương nhân bất nhường ư sư, nghĩa là hãy gặp việc nhân đáng làm thì bèn dũng mãnh làm ngay không chần chừ. Ông nói đến chuyện giấy vàng viết thần chú bằng tiếng Phạn, lẽ đâu không có lợi ích, nhưng cái gốc của lợi ích nằm nơi lòng thành. Nếu có lòng thành thì lợi ích càng lớn, nếu luôn tuồng như trò đùa trẻ con thì lợi ích sẽ nhỏ nhoi lắm. Tục ngữ có câu nhân tâm quả thành kim thạch vi khai, nghĩa là lòng người nếu thành thật đá vàng cũng phải nứt, huống là Phật Bồ Tát há chẳng cảm ứng ư. Chung thất lễ 49 ngày thỉnh tăng niệm kinh cũng nên đổi thành niệm Phật, nếu có vị tăng thanh tịnh thì được, chứ nếu chỉ có loại tăng ăn mặn uống rượu thì hãy nên dành khoản tiền ấy để giúp đỡ người gặp cảnh ngặt nghèo. Chỉ cần gia quyến niệm Phật mà thôi, cần gì phải bắt chước làm theo khuôn sáo thế tục, cũng không nhất định phải tới Phổ Đà, hãy thuận tiện thì tới, nếu không đừng tới.
thấy mặt quan trọn chẳng ích lợi gì, do vậy chẳng thà chuyên tâm y theo văn sao để hành còn tốt hơn. Hiện thời thế đạo nhân tâm bại hoại đến cùng cực, không thể vãn hồi. Chỉ có cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình để làm cơ duyên xoay chuyển. Giáo dục trong gia đình cũng phải chú trọng nhân quả báo ứng. Dạy dỗ con gái nên kèm thêm chuyện ăn chay. Bởi lẽ cõi đời thiếu người hiền là vì trong thế gian thiếu mẹ hiền. Nếu con cái từ bé đã được mẹ hiền dạy dỗ, hung đúc thành tánh, thì sau này ắt sẽ có thể giúp chồng thành tựu phẩm đức, dạy con cái đều thành người hiền. Nữ nhân lấy việc giúp chồng dạy con làm thiên chức, trách nhiệm ấy so ra càng nặng nề, to lớn hơn nam nhân. Người đời chẳng biết giảng nói suy xét nơi đây, cứ lầm lạc muốn cho nữ nhân tham dự chuyện chính trị giống như đàn ông, chẳng biết sự vụ đến mức tột bực như thế đó. Do vậy cõi đời ngày một hết sức loạn lạc, người hiền ngày một hiếm hoi. Ngày 9 tháng 9 năm Nhâm Quốc 15/1926, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng ở khu chuyên tu cũng như trên tỉnh thất Quan Âm, các quý thầy vừa công phu buổi sáng xong, quý Phật tử hôm nay về cộng tư ngày Chủ Nhật đang xem trực tiếp buổi phóng sanh hôm nay. Vừa qua đây thì thầy Nhuận Minh đọc những cái lá thư mà Giác Nhàn đã soạn ra trong văn sao. Thì không biết quý vị như thế nào, nhưng riêng bản thân chúng tôi thì thực sự khi đọc vào văn sao của Tổ sư Ấn Quang thì thấy đây là những lời khai thị khuôn vàng thước ngọc. Và tất cả những điều gì khúc mắc những người gửi thư đến, Ngài đều trả lời thông suốt hết. Chúng tôi xem bộ văn sao giống như là một bộ đại từ điển bách khoa toàn tập của Phật học, có giá trị trong hiện tại cũng như mãi về sau 9.000 năm mặt Pháp còn lại. Mong đại chúng hãy nên lưu tâm cái bộ sách này. Thưa quý vị, cái việc mà tu tập đó thì chúng tôi có đưa ra cái phương cách để lễ Phật đó. Thì có một số những người lễ Phật thì họ lễ hiệu quả rất là tốt. Thì tuy nhiên có một số người họ lễ chưa đúng cách, hoặc giả là cái sức khỏe họ kém, cho nên thành ra chúng tôi Chủ Nhật tuần sau sẽ có mặt lúc 10 giờ sáng khi đại chúng tu trong ngày Chủ Nhật xong từ 8 giờ đến 9 giờ 45 ra giải lao một chút, đúng 10 giờ thì chúng tôi sẽ có mặt trên tỉnh thất để hướng dẫn cho quý vị cái cách lễ Phật thêm. Bởi vì càng khai thác cái cách lễ Phật thì chúng ta sẽ thấy những cái kết quả và những cái kinh nghiệm ở trong cái thân lễ và trong cái tâm mình, nó có những cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho đại chúng. Hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ về cái việc mà lễ Phật về sức khỏe, hay gọi là lễ Phật và hơi thở. Người nào mà chịu lễ Phật mỗi ngày một tiếng thôi, một ngày 100 lạy, nếu mà 100 lạy đó thì một tiếng đồng hồ được 120 lạy. Theo như cái cách lễ Nam Mô Di Đà Phật một câu, rồi trống một câu, cũng như Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát một câu trong mấy mà Giác Nhàn thâu đó, và trống một câu thì Giác Nhàn canh thì cứ một phút là được hai lạy. Một tiếng đồng hồ 60 phút thì được 120 lạy. Theo như đại chúng ở dưới này đó thì có mỗi ngày đó là lễ tầm khoảng được 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Và có cô Phật tử có lễ một ngày được 1.000 lạy, là đào tầm khoảng 8 tiếng rưỡi. Thì chúng tôi thấy cái phương cách mà lễ Phật đó thì một số người họ nắm được, nhưng mà số người nắm được rất ít. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm cái phương cách để chúng ta xuống và lên như thế nào để nó nhẹ nhàng và mình không cảm giác thấy nó nhọc mệt. Bởi vì cái lễ Phật chỉ có ba cái điều, là thứ nhất tâm của mình làm sao nó thư thái nhẹ nhàng lắng nghe tiếng
trong máy rõ ràng và tiếng của mình rõ ràng từng chữ từng câu. Thứ hai nữa, hơi thở làm sao mình điều hòa được. Và thứ ba đó là thân thể mình làm sao xuống lên cho nó nhẹ nhàng, chỉ ba điều đó thôi. Thì cái việc mà niệm Phật thì chúng tôi đọc trong văn sao thì Tổ sư Ấn Quang có nhắc nhở cái chỗ này đại chúng lưu tâm. Thực ra mà nói thì chúng tôi muốn dành thời gian để tịnh tu, không có tiếp ai và không có lên nói chuyện như vậy từ khi dỗ thân mẫu chúng tôi. Nhưng mà điều chúng tôi nói không đăng tòa thuyết pháp, nhưng mà cũng phải hỗ trợ cho đại chúng và quý Phật tử đi về cộng tu để cho họ có cái sức tinh tấn và hâm nóng lại cái tâm của họ. Rồi chúng tôi sẽ từ từ thấy họ vững vàng rồi đó thì mạnh ai nấy tu và nhà ai nấy tu, và mỗi ngày mỗi người đều dụng công tu hành. Tuy nhiên chúng tôi cũng không có thể bỏ được mà cũng phải hỗ trợ từ từ để cho quý vị nắm vững. Trong văn sao Tổ sư Ấn Quang ngài có khuyên cái chỗ này đại chúng nên lắng nghe. Người niệm Phật, lễ Phật, tu hành pháp môn tịnh độ nói riêng cũng như tất cả các pháp môn thiền, tịnh, mật, vân vân, cái trở ngại lớn nhất của hành giả dụng công tu hành đó là thiên chấp và vội vàng hấp tấp. Chỗ này là cái chỗ mà ai cũng dễ bị vướng mắc. Để chúng lắng nghe chỗ này. Thiên chấp tức là mình chấp về lý hoặc là sự. Giống như hồi nãy cái lá thư đầu tiên đó, ngài có khai thị cho một cái vị đó. Ngài có nói, đừng có nói rằng là chỉ có Phật A-di-đà trong tâm mình là tự tánh Di-đà mà quên Đức Phật A-di-đà bên Tây Phương Cực Lạc để cầu ngài gia trì và tiếp dẫn mình vãng sanh. Nếu mà thiên chấp về lý tức là mình chấp chỉ có tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, không có Phật Di Đà cách đây 10 bữa ở cõi, đó là thiên chấp. Rồi có những người họ không có nhận diện được trong tâm mình có Phật Di Đà, có tự tánh Di Đà, có Phật tánh, chỉ có Phật Di Đà bên Tây Phương. Họ lạy lục tha thiết hàng ngày, họ chỉ cầu Phật Di Đà bên Tây Phương tiếp dẫn họ, nhưng mà họ không có trở về với tự tánh để gột giũa tham sân si. Tham sân si vẫn đầy bụng dạ, vọng tưởng đầy bụng dạ mà vẫn cứ hướng tâm ra ngoài cầu Phật Di Đà bên Tây Phương thì cái thiên chấp về sự. Chỗ này nó khó chứ không phải dễ đâu nha. Rồi có những người họ thiên chấp về họ chỉ lo dụng công tu hành khỏi làm phước. Trong câu Phật hiểu đủ hết rồi, không cần làm phước nữa. Thì như vậy là thiên chấp về hành trì công phu mà bỏ đi cái phước đức. Vun trồng thiện căn là hàng ngày công phu, vun trồng phước đức là thay người làm việc cực nhọc, tất cả những việc thiện nhỏ không bỏ. Chúng ta rợ dễ rớt vô trong cái thiên chấp này, đại chúng coi thấy không? Hết sức thận trọng. Có nhiều người họ chỉ đi làm phước thôi, họ chỉ có đi từ thiện, họ chỉ làm những điều phước thiện thôi, còn công phu họ không quan trọng. Thì cái người này là thiên chấp về cái phước thiện, mất công phu. Rồi khi làm nhiều điều thiện mà tâm phiền não lên, rồi cuối cùng một đốm sân nổi dậy, thiêu cả rừng công đức, mất hết toàn bộ. Như vậy cho nên cái chỗ mà thiên chấp là đại chúng hết sức thận trọng. Nhưng mà riêng trong kinh Di Đà có nói một câu là chấp trì danh hiệu. Nhưng mà khi chấp trì danh hiệu đó thì cũng không thể nào mà bỏ đi cái chuyện mà tích lũy phước đức đâu. Đó, cái chỗ này chúng tôi nhắc nhở để chúng hết sức thận trọng về cái chuyện thiên chấp. Vừa rồi chúng tôi lên tỉnh thất gặp một vị thầy tuổi 39, thua chúng tôi 10 tuổi. Thầy học Phật học viện ở trường cao cấp Phật học viện ở Sài Gòn, học nửa khóa thầy thấy sao mà cái tâm nó không có yên ổn. Từ khi tu hành, bắt đầu vô tu, chỉ học kinh sách, không có thời gian dụng công. Trên cái tâm nó cứ bẩn khởi, tham sân si, ái dục, đủ thứ nó hành hạ thầy. Thầy nghỉ nửa chừng, thầy bỏ trường học, thầy đi về. Lên núi thầy vô trong một cái hang thầy ở đó. Hỏi thầy tu bao lâu, thầy cũng nói 20 năm nè. Thầy vô trong cái hang thầy ở đó, thầy niệm Phật, rồi nhìn tướng tá phương phi hồng hào mà hoan hỷ lắm. Thì giác nhàn nói sao công phu như thế nào, thầy kêu thì nhiều lúc niệm Phật nhưng mà nhiều lúc cũng không niệm. Hỏi lý do gì không niệm thì thầy nói là tâm mình vốn vô niệm,
tâm mình là chân tâm, nó lìa khỏi cái niệm tham sân si, niệm thiện niệm ác, nó không phải là chân tâm. Giảng Nhàn nói đúng, tâm vốn lìa niệm, nhưng tâm của mình đó nó không thoát ly khỏi niệm thiện niệm ác đối với phàm phu chúng ta. Mà cái câu mà tâm vốn ly niệm đó là các vị đăng địa Bồ Tát, các vị nhất sanh bổ xứ Bồ Tát thì có thể sống với cái tâm đó được. Còn bây giờ thầy đâu có thể lìa niệm khỏi ý niệm, suy nghĩ, ăn uống, nóng lạnh, đúng sai, phải trái. Thầy đâu có thể lìa niệm đó được đâu. Giống như là vàng mà đã ra khỏi quặng mà lọc thành vàng ròng rồi thì giống như câu là tâm mình vốn lìa niệm, không thiện, không ác. Đó là các vị Bồ Tát. Còn mình, tâm mình giống như vàng mà còn trong quặng, chưa có lọc những cái tạp chất thì không thể nói câu này được. Xong thầy khựng lại, thầy nói cái lý nó là như vậy nhưng mà mình chưa đạt được sự đâu. Cho nên thầy phải không thể bỏ câu Phật hiệu. Niệm suốt, niệm liên tục, niệm đến lúc nào mà về tới Tây Phương Cực Lạc. Về tới Tây Phương Cực Lạc còn tiếp tục niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà. Mà cái người niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà bên Tây Phương đó, nó đặc biệt hơn cái người niệm Phật ở tại cõi Ta Bà. Đó là người về Tây Phương Cực Lạc, họ nghe Đức Phật thuyết pháp cũng là niệm Phật, nghe chim thuyết pháp cũng là niệm Phật, và đi cúng dường mười phương chư Phật một buổi sáng cũng là niệm Phật. Và họ ở cảnh giới đó thì tâm họ lúc nào cũng nhớ đến Phật A Di Đà thì gọi là niệm Phật. Còn mình ở cõi này mà bỏ câu Nam Mô Di Đà Phật ra là hết niệm Phật liền. Và đến khi thành Phật rồi, phân thân vô số thuyết pháp độ sanh, cũng không lìa Phật Di Đà, giới thiệu cho tất cả chúng sanh với Đức Phật A Di Đà để chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kinh khủng không? Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật, không thể nào độ khắp hồng mê được. Chính cõi chúng sanh bỏ pháp môn niệm Phật là đường tắt Tây Phương, không thể tròn nên quả giác. Tổ sư Ấn Ngôi hay nói điều này. Thì chúng tôi chia sẻ với thầy xong thì thầy chấp nhận cái điều này, và chúng tôi gửi cho hai bộ văn sao Tinh Hoa Lục với Giáo Dục Gia Đình Bảo Thần Chất Dục. Thầy mang về trên núi thì Giáng Nhàn có dặn, theo như Tổ Ấn Quang ngài có nói rằng là nếu mà mình ở một nơi hẻo lánh xa xôi quá, bệnh hoạn rồi đến cái lúc vài thân gạo thôi mà ăn trộm ăn cướp nó vô, nó có thể giết mình, nó lấy, nó tưởng mình giàu có, hoặc giả là họ gây khó dễ cho mình, rồi lúc bệnh hoạn ở một mình rất là khó khăn. Cho nên cái chuyện thầy ở một mình, Giáng Nhàn cũng không ngăn cản, nhưng mà thầy nên có một ngôi chùa nào đó. Giống như ngài Quảng Khâm, ngài lên ngài núi, ngài ở một thời gian xong rồi cái sức khỏe ngài giảm, hoặc giả ngài đôi ba tháng ngài cũng phải quay về chùa lại. Cho mình nương một cái chùa với đại chúng gọi là đức chúng như hải. Thầy thì cái công đức thù thắng, cho nên thầy lên đó thầy tu phước báu đầy đủ, cho nên vẫn có người cúng ăn cho Giác Nhàn, mà lên trên đó chắc bỏ đói, không ai cúng đâu. Phước mình kém cho nên thôi nương chúng cho chắc ăn. Thì Giác Nhàn mới nói là nếu mà lúc nào đó mà thầy đến cái lúc mà bệnh hoạn không thể vượt qua được thì có thể về tỉnh thất chăm sóc thầy một thời gian rồi thầy lên núi vô hang động nữa. Thì Giác Nhàn cái chia sẻ nói chuyện với thầy, thì cái việc mà con người hay dính vô cái thiên chấp là tự tánh Di Đà, không có Phật Di Đà bên Tây Phương. Rồi có những người họ không hiểu được cái lý tánh thì cái chấp Đức Phật Di Đà bên Tây Phương, mong đợi Đức Phật Di Đà bên Tây Phương về rước mình mà tâm mình vẫn cuồng vọng. Thì hai cái này là cái chướng ngại rất lớn cho người niệm Phật, đó gọi là thiên chấp. Còn vội vàng hấp tấp, đó là những người mà họ công phu, vô công phu được chút đỉnh là họ quên cái thân, họ lễ Phật mệt nhoài và họ coi như là quên sức khỏe luôn. Họ tinh tấn dõng mãnh luôn. Được một hai tháng xong mà họ buông ra, cái bắt đầu họ đi đây đi đó, họ tưởng thành tựu được rồi, cái bắt đầu công phu nó xuống, vô công phu không nổi, bắt đầu lười nhác. Thì cái này vội vàng hấp tấp, một thời gian họ chịu không nổi rồi bắt đầu họ lười nhác. Cho nên là đây là những cái kinh nghiệm mà những người công phu họ biết được. Và trong văn sao cũng có nói, hôm nay chúng tôi nhắc rõ để cho mọi người biết. Cái cách dụng công của mình là tùy theo sức khỏe và mình đi trên con đường trung đạo. Mình không có vội vàng hấp tấp mà mình không có lười nhác. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nhắc nhở quý vị như vậy. Còn cái việc lễ Phật đó thì có một số những người giữ hơi thở mà nó mệt quá. Giờ rồi có cô bé, cô nghe bà ngoại, bà nội gì đó là cô Nguyễn Thị Minh đó. Thì, bé nó về ở bên ngoài vô, chắc bé này cũng chạc tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi. Lên nhìn mặt mày thấy nó bơ phờ, hỏi sao mà con bơ phờ vậy. Nó kêu con lễ Phật con mệt quá, con điều khiển hơi thở. Chắc là không đúng.
kêu không, cái cách lễ Phật của thầy một câu trong mấy với một câu của con, rồi một câu trong mấy, rồi một câu của con, rồi một câu trong mấy, rồi con đứng dậy con niệm trong tâm, thì thầy nghiên cứu cái cách này là không tổng khí được. Không phải là do hơi thở mà sức khỏe con quá kém. Cũng như con đi leo lên trên dốc, con đi đường bằng thì con thở bình thường không mệt, mà con leo lên trên dốc thì con lại mệt, do mình dùng cái sức mạnh để mà mình đi lên trên dốc. Cũng vậy, con ngồi con niệm Phật không mệt, nhiều lúc con đi kinh hành thư thả không mệt, mà con lại giống như là đi lên dốc nó mệt. Khi nó mệt thì con ngưng lại lại con ngồi, cũng như con đi lên trên dốc nó mệt thì con ngưng lại con ngồi lại giữa dốc, con thở, hít thở khỏe rồi con đi tiếp. Thì cái chuyện lễ Phật cũng vậy, nhiều người họ lễ mệt quá, họ nói họ điều khiển không đúng hơi thở cho nên họ tổn khí. Cái chuyện này cũng có, nhưng mà cái lối lễ Phật của chúng tôi là không bao giờ tổn khí được. Chúng tôi canh đối với cái người yếu nhất, đó là một câu trong mấy, rồi một câu mình, một câu trong mấy, một câu mình, rồi một câu trong mấy, một câu trong tâm. Sáu câu mà một câu trong tâm, hai câu ra tiếng, ba câu trong mấy thì không thể nào mệt. Nhưng mà câu trong mấy mình lắng nghe rõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vẫn là mình niệm một câu rõ ràng. Thì cái cách mà chúng tôi chế ra là cái chuyện tổn khí là chắc là hầu như ít lắm, chỉ những người họ không chịu hít thở thôi, họ cứ nín thở, họ không chịu hít thở thì chịu. Còn khi mình nghe một câu trong mấy mình hít nhẹ vô, nhất là đứng thì hít sâu nhất, quỳ thấp xuống mình cũng hít vô, cúi mặt xuống mình hít vô là thở ra. Khi mình vừa ngửa đầu lên mình chồm tới mình hít vô thì không bao giờ tổn khí được. Mà sức khỏe quý vị quá kém, mà cái sức khỏe kém đó là bắt đầu chuyển qua ăn chay, cái cơ địa bắt đầu nó khác rồi. Hồi trước ăn mặn thì có đạm động vật, cái đạm đó nó làm cho cơ thể mình thấy sung mãn khỏe, nhưng nó có tác hại về sau và có cái chuyện nghiệp báo ở trong đó. Còn cái đạm thực vật thì thường nó là nằm trong rau đậu, nhất là đậu nành chiếm hết 80% cái đạm đó. Nhưng mà mình ăn ít đạm quá, ít dinh dưỡng quá, mình ăn coi như là quá đơn giản, chỉ xì dầu, cháy chuối, rồi ăn lắp bấy láp, không có đầy đủ dinh dưỡng. Mình tu, mình mệt, mình kêu do ăn chay mất sức khỏe. Thực ra ăn chay mà đúng cái phương pháp ăn chay là nó dưỡng sinh rất tốt. Vậy cho nên thành ra về cái vấn đề sức khỏe thì mình phải tự lo liệu cho bản thân của mình, ăn uống ngủ nghỉ sau đó cho nó phù hợp. Chứ Phật không thể xen dự vào cái chuyện sức khỏe được. Nhưng mà Phật thì gia hộ cho mình được cái túc nghiệp, oán nghiệp, những cái nghiệp của quá khứ mà mình đã gây tạo oan gia trái chủ, hoặc những cái căn bệnh nó quá là trầm kha mà không phải do thời tiết hoặc ăn uống mà mình bị tổn sức mình bệnh đó, thì niệm Phật, Phật gia hộ được. Quý vị nghe mỗi buổi sáng thì Nhuận Minh có đọc những lá thư mà những người bệnh mà không chữa được, đó là bệnh oán nghiệp, Bồ Tát Quan Âm gia hộ, biết bao nhiêu câu chuyện trong Quan Âm Tăng Biên Cảm Ứng Lục đâu, nhiều lắm. Nhưng mà Ấn Tổ nói riêng sức khỏe mình phải tự mình lo liệu cho mình cái sức khỏe, ăn ngủ phải điều độ, lo lắng cho sức khỏe mình, bản thân mình phải lo lắng, Phật không can dự vô chỗ này được. Còn riêng cái chuyện mà vọng tưởng nghiệp báo thì có thể mình niệm Phật, Phật gia trì giúp cho mình bớt vọng tưởng, trí tuệ phát sanh, nghiệp chướng tiêu trừ, phước báu tăng trưởng, thì cái chuyện này Phật gia hộ được. Đại chúng lắng nghe chỗ này. Có nhiều người nói tôi lễ Phật tôi mệt quá, sao ông Phật ông không đến làm cho tôi khỏe đi ông. Tôi ông ở đâu mà ông đến mà ông làm cho tôi khỏe một chút, tôi lễ tôi mệt quá. Lễ không đúng cách, ăn uống không điều độ, thức thì thức thiệt khuya 12 giờ, 10 giờ, 11, 12 giờ, sáng ngủ sáng bét 7-8 giờ. Hôm bữa thầy phiên thầy nói, bữa nay 8 giờ con ngủ 2 giờ con dậy, con coi rồi, ở trong mạng người ta nói rất chính xác là dậy sớm 4-5 giờ, 3-4 giờ là người này sống thọ. Hôm nay chúng tôi quen 8 giờ ngủ 1 giờ, 1 rưỡi dậy, rất khỏe, rất khỏe. Hằng ngày mình đã làm việc quá mệt mỏi cái đầu óc, tối còn thức cho khuya nữa, thì người này tổn thọ, không thể sống lâu được. Thầy thức dậy sớm, trì đại bi, niệm Phật, lễ Phật rất khỏe. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà để mà lễ Phật đó là chúng ta phải hàng ngày lễ, mà lễ thường xuyên vài năm chúng ta mới có được một cái kinh nghiệm bản thân để chúng ta có thể lễ Phật không mệt mỏi và nó nhiếp tâm được. Cho nên còn về sức khỏe đó là cái chuyện mà ăn chay đó, thì chúng tôi thấy một số những người bắt đầu bước sang ăn chay, cái sức khỏe họ bị kém do họ ăn không có đúng cái điều độ và cái liều lượng để cho cái cơ thể của họ khỏe được. Thì hôm nay chúng tôi có giới thiệu cho quý vị lên trên mạng, lên cái trang web, chữ M quay là A, chữ M, chữ V đúp với chữ A, chữ Y gọi là M quay.
Thì cái bột emquay.com.vn này đó, hôm bữa giờ chúng tôi đang thí nghiệm cho đại chúng uống rất là khỏe. Quý vị lên trên mạng, quý vị đánh gõ vô đó, thấy có cái trang web đó rồi quý vị mua trên trang web đó. Thì cái bột này nó có cái đạm protein để nó giúp cho cơ thể của mình đầy đủ lại những cái chất đạm trong cơ thể mình mà bị thiếu. Như là người người của người chúng ta khi tóc nó mọc ra nó cũng phải cần có cái đạm protein đó. Rồi móng tay của mình nó cũng phải từ cái đạm protein đó nó có. Xương của mình cũng phải có đạm protein để dưỡng nó. Rồi cái tinh lực của người nam cũng cần phải có đạm protein để giữ, để dưỡng nó, để bồi bổ nó. Người phụ nữ sanh đẻ kinh nguyệt hàng tháng là máu nó chứa cái protein rất lớn bị thải ra ngoài cho nên dễ mệt mỏi. Thì khi mà người ta uống cái dinh dưỡng mà protein của cái em quay là cái đậu nành tím 80% đó đó, cái sức khỏe họ nó sẽ cải thiện lại rất nhanh. Cho nên Tổ Ấn Quang nói cái đậu nành là dinh dưỡng cao nhất. Khi nấu cháo đập vỡ bỏ vô trong cháo ăn dinh dưỡng rất cao. Nhưng mà mình ăn nhiều lúc ngán mà không có làm thường xuyên, cho nên phải có cái bột, những cái sữa tùy theo cơ địa của mỗi người cần để bồi bổ thêm. Gạo trắng không có dinh dưỡng trong đó. Hầu như ai cũng ăn gạo trắng là ngon miệng. Ở khu chân tu mà gạo lứt họ nấu ra 2 khay, 1 khay gạo lứt là hầu như là dư một nửa hoặc là còn nguyên vẹn. Ít ai ăn lắm, ăn gạo trắng thì họ là khoái họ ăn. Ấn Tổ nói gạo trắng ăn no bụng, đường cao, không có dinh dưỡng. Do mình không biết dưỡng sinh để mà mình ăn những cái thức ăn nó có dinh dưỡng. 2 năm mấy nay chúng tôi ăn toàn bộ là gạo lứt không, gạo có cám. Đó. Vậy cho nên thành ra mình phải biết điều dưỡng cái sức khỏe của mình. Hôm nay quý vị lên mạng, vô chữ emquay.com.vn, quý vị lên đó quý vị đặt những cái hũ bột 80-mấy chục ngàn. Tuy rằng nó mắc tiền như vậy nhưng mà cái dinh dưỡng, cái protein là đạm của nó rất cao. Nó làm cho cơ thể của người mình coi như là sảng khoái cái não. Nó nuôi cái não mình ngủ rất sâu, cơ thể mình rất là khỏe. Có bà cụ ở đây chúng tôi cho uống, bà đi về quê về bà lừ đừ, bà mệt, bà không tu nổi. Một hộp vô là bà tỉnh. Hôm nay cho bà một hộp bà khỏe. Mình phải tìm ra cái dinh dưỡng gì đó mà thực vật trong cái sản phẩm đó nó có một cái nó làm bằng cái loại cá gì đó, mà viên mà nó làm con cá gì, chúng tôi nó không, cũng không nên dùng những cái viên đó, nó làm từ con cá mình ăn vô cũng cộng nghiệp sát sanh. Cho nên mình tìm những cái loại dinh dưỡng nào đó mà nó tiện nhất cho mình để mình đưa vào trong cơ thể cho nó khỏe mà không dính đến cái chuyện sát sanh. Cho nên ra chúng tôi mới nói, lễ Phật mà nếu cơ thể mà yếu là lễ không nổi. Lúc trước chúng tôi coi như là lễ nửa tiếng là mồ hôi nó ra không cầm được và phải ngồi xuống chống mặt vậy không nổi. Hôm nay lễ 2 tiếng bình thường do sức khỏe nó cải thiện, hơi thở vẫn hít như vậy mà lì gì sao lúc trước mệt, sức khỏe nó không đủ. Cũng như người khỏe người ta leo lên dốc, người ta đi một lèo lên luôn khỏi phải ngưng lại hít thở. Còn mình đi mình nghỉ 3-4 chập, 4-5 chập là sức khỏe mình quá kém. Còn đi đường bằng thấy không mệt. Lạ không? Đó, quý vị coi thực tế, đang đi đường bằng có mệt đâu. Nhưng mà leo dốc lại mệt. Ngồi niệm Phật không mệt, nhưng mà lạy thì lại mệt. Là do mình dùng cái sức quá nhiều. Như vậy cho nên thành ra mình phải bồi bổ cái sức khỏe. Mà sức khỏe mình tự phải điều chỉnh, chứ không có thể nào mà kêu Phật để Ngài làm cho mình có sức khỏe. Mà mình bệnh hoạn, nan y, nghiệp chướng, oán thù, gọi rằng là oan gia trái chủ nhiều đời đó, là mình niệm danh hiệu Quan Âm Trì Thần Chú Đại Bi thì có tức thì có cái sự gia trì của Ngài để cho mình vượt qua. Đó. Vậy cho nên ra nói chung lại đó, thì cái việc mình tu hành đó, thì cái lễ Phật là cái cách để cho mình dễ cảm ứng với Phật và có cái sự cảm thông với Phật nhanh nhất. Nhưng cái cách lễ Phật vẫn là hao sức và làm cho mình mệt nhanh nếu con người đó không có sức khỏe và không biết hít thở vận hành cho nó hợp lý. Vậy cho nên thành ra cái lễ Phật thì chúng tôi vẫn đưa lên hàng đầu, là hàng ngày cố gắng trì Thần Chú Đại Bi. Khi trì Thần Chú Đại Bi là mình tụng làm sao cho hết cái hơi, chứ tụng không hết cái hơi mà cái hơi ngắn một chập nó mệt. Vừa rồi có cô Hợp có nói lúc trước con trì 108 được, hôm nay con trì không nổi, trong người cứ mệt. Chúng tôi nói uống bột này vô nó có dinh dưỡng, nó bồi bổ lại, nhất là người phụ nữ sanh đẻ kinh nguyệt cần cái protein này để cho nó hỗ trợ lại cơ thể. Nhưng mà trì Thần Chú Đại Bi phải nên nhớ là trì cho hết cái hơi, đừng có ráng cho hết quá mà vừa hết cái hơi phải hít vô lại thì nó mới sảng khoái. Thường mà trì Đại Bi mà lễ Phật là có hơi thở vô trong nó thì cái não của mình nó sảng khoái lắm. Mà khi tâm mình nhiếp trong hơi thở thì nó sẽ làm cho mình không có lười nhác, không có làm biến và nó không có giải đãi. Cái hơi thở nó vô trong não được, nó sảng khoái, hít được bao nhiêu đó cố gắng hít. Nhưng khi mà đứng lễ Phật là cái câu mà chúng tôi đứng nghe mấy là chúng tôi hít
rất sâu và rất nhanh nhẹn. Khi mình hít vô như vậy, mình nghe hết một câu mình niệm ra, thì khi mà tập trung vô hít đó, thì như vậy cái tâm mình không có bị vọng tưởng, mà cái tâm mình có sức định rất là sâu. Rồi khi mình quỳ thấp, hít không sâu bằng đứng. Rồi cúi mặt xuống hít cũng không sâu, bởi vì mình ráng mà cũng không được. Chỉ có đứng là hay nhất. Còn bình thường thì đâu cần hít làm chi đâu, thỉnh thoảng mình hít. Cái đó là cái việc mà hơi thở điều chỉnh với cái câu Phật hiệu, với cái việc lễ Phật. Thì tuần sau chúng tôi sẽ có thời gian lên, sẽ nói rõ hơn và chỉ cho quý vị cái cách hít thở cũng như cái cách lên xuống mà chúng tôi kinh nghiệm trong những ngày qua, để cho quý vị nắm được cái cách lễ Phật. Đừng có nói ôi cái lễ Phật đơn giản, lễ vậy được rồi, có cần gì đâu mà phải nghiên cứu cho nhiều. Không phải đâu. Bác sĩ Quách Huệ Chân, tức là pháp sư đạo chứng, mà lễ Phật 3 đến 5 năm rồi bắt đầu mới rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân của mình về cái kiện lễ Phật y học. Đó là hôm nay chúng tôi nói để quý vị nắm được. Giờ đây đến lễ phóng sanh thì thầy Nhân Hậu sẽ làm lễ phóng sanh. Giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát chi kiến hương. Quảng minh văn đài, viễn pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xuất sanh sống chết gửi trên giao thớt. Mãi thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy tam bảo, sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dưỡng chi tình thủy biên sai, tam thiên tánh không bác đức lợi nhân, thiên pháp giới quảng tăng duyên, diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Bồ thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tể chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới cá trung vô sứ bất siêu lưng thị bất tể thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoài đảng đình đàn tràng sái khô mọc nhi tác dương xuân kiệt quế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thể năng linh nhất đích biến thập phương tinh chiên cấu quế tận tiêu trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh. Nam mô đại bi hội thượng phần bồ tát, nam mô đại bi hội thượng phần bồ tát, nam mô đại bi hội thượng phần bồ tát, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, nam mô ấn ra đáng na đa ra già giam bà lô yến thế thứ phát ra gia bồ đề tăng đoạ bà gia ma ha tăng đoạ bà gia ma ha cả lô ni ca gia ấn đăng bàn la hoàng giờ gió đáng na đáng tỏa nam mô tăng kiến lần đó y mong a di gia bà lô yến thế tăng phần đa la đà bà nam mô na ra cẩn tỳ hê ri a tha đầu du bằng a thề dừng tán a tán đa na ma bà đà ma hoàng đang đầu đáng thiện tha ấn a bà lô hệ lô ca đế ca ra đế di hê đề ma a bồ đề tăng đọa tán bà ma ra ma ra ma hê ma hê lì đà dừng cô lô yến mong đồ lô độ lô phạt xa gia đế ra 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 đề đi ni thấm phật ra gia gia ra gia ra ma phạt ma ra mùng đế lệ y hê y hê thấm na thắng na a ra xâm phật ra xá lợi phạt xa phạt xâm phần ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rị ta ra tấn rị tấn rị bồ đề giả bồ đề giả bồ đề
chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân chúng sanh, hướng tâm về Tam Bảo và đường trở lại làm người đầy đủ gầm chánh pháp, tinh sau cùng nguyện thiết chuyên niệm Phật Di Đà, cầu vãng sanh tịnh độ, chứng được coi băng coi đề đồ tâm chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Ma ta ra chúng sanh đây có bao nhiêu, lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng, các ngươi hướng lòng tâm cùng lắm, nên đời này chìm đắm sông đi, tối tâm chẳng biết tu trì, gây bao tội ác lại về mang thân. Sông đò đài chén thường đau khổ, lòng vẫy sừng cỏ đỡ đường đâu, dù là vai trước đằng sau, lưới vây tên lắm mong câu thà ngồi, tác tràng bắt cùng hơi phun độc. Lúc đó dù kêu khóc ai thương, hồn còn phán phất nấu răng con nồi, muôn phần chết nay ngươi cầm chặt, may sao nhờ các vị thiên nhân cứu cho người được thoát thân, đến đây lại được nhờ ơn phép màu, vì người kịp hồi đầu quy Phật, xong giống lòng quy Pháp quy Tăng, thánh thông sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Nay các loài chúng sanh kia, các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, hôm nay phát tâm xin sám hối. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phần lương chúng tung con. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp đi dùng tụng con. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng chúng tung con. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng không đọa vàng sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Ý Như Lai, Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, phóng sanh cộng đứng Bồ Thắng Hành, Bồ Biên Thân Phước Giai Hồi Hướng, Bồ Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh Tâm Vàng Vô Lượng Quang Phần Sát, Nguyện Thiêu Tâm Chứng Từ Phiền Não, Nguyện Đắc Trí Huệ Chân Minh Điều Hòa Phổ, Nguyện Tội Chướng Tâm Tiêu Từ Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo, Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cô Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hoa Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Tông Thối Bồ Tát Vi Bàn Lư, Nguyện Dị Tự Công Đức Phổ Cầm Như Nhân Thiết Ngà Đằng Giữa Chúng Sanh Giai Công Thành Phật Đạo. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Liên Tòa Chứng Minh Phục Nguyện. Thượng Chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thế Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A Di Đà, trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Những người thấy nghe được điều phát tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới, và cầu an cho đệ tử chúng con cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả chư vị đang dân sở Kỳ An dưới đây: cặp Kỳ An Lê Thị Thơm, pháp danh Quảng Hóa ở khu Diên Tu, Huỳnh Thị Bích Thủy, Huỳnh Bích Thanh, Huỳnh Bích Vân, Huỳnh Mạnh Hùng, Lê Ngọc Nga, Lê Hoàng Anh, cùng Kỳ An Nguyễn Thị Quang, pháp danh Diệu Minh, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Thị Tiết, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Yến Nhị, Nguyễn Bảo Ngọc, cùng Kỳ An cho đại chúng ở tỉnh Thất Quan Âm cũng như khu Chiên Tu được thừa hưởng công đức phóng sanh này, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh Corona, cùng cầu siêu cho cụ ông Trần Khư, pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngài, pháp danh Sa Di Ni Liên Phương, Nguyễn Thị Nguyện, pháp danh Bình An, cùng cầu siêu cho chư vị hương linh đang dân sớ Kỳ Siêu dưới đây: hương linh Nguyễn Minh Dừa, nơi mất thành phố Hồ Chí Minh, pháp danh Thiện Đức Hưởng Dương, hưởng thọ 67 tuổi. Hương linh Nguyễn Thị Minh, pháp danh Diệu Hoa, hưởng thọ 80 tuổi. Hương linh Lê Thị Thu Cúc, hưởng thọ 73 tuổi. Hương linh Trần Trinh, pháp danh Thiện Phước, hưởng thọ 77 tuổi. Hương linh Trần Phát Sương,
hưởng thọ năm Hưởng Dương 59 tuổi, Hương Linh Trịnh Thị Trinh hưởng thọ 89 tuổi, Ngô Thu Giang hưởng thọ 62 tuổi, Trang Keo hưởng thọ 70 tuổi. Cùng cầu siêu cho chư vị Hương Linh Nguyễn Văn Đói, Đặng Thị Bản, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Bửu, Lê Xuân Quang, Nguyễn Vi Oanh, Ngô Thị Nạp, Cửu Quyền Thất Tổ, nhiều đời nhiều kiếp bên nội bên ngoại, em Nguyễn Tiến Vân, em Nguyễn Tiến Vô Danh, cùng tất cả chư vị Hương Linh Vong Linh, Cửu Quyền Thất Tổ, thập nhị loại có hồn, ngạ quỷ, hạ sa hữu vị, vô danh hữu danh vô vị, và chư Hương Linh thai nhi cùng chư vị Hương Linh có duyên với chúng con, và các chư vị quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc số người sát hại, hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện âm sư dưỡng dục phù mẫu sinh thành đàn na tính thế tăng ích phước điện, âm sư dương thể pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật, từ bi Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo tràng.